Rồi xin chào tất cả anh em nha. Nay đem sắt về để làm bánh lá phục vụ anh em nha. Đây vừa làm xong công đoạn ráp niền ha, công đoạn chỉnh sửa cho tròn á, vừa làm xong. Hiện nay anh trai anh đặt tới 5 bộ bánh luôn nha, và anh đặt nhiều thể loại nha. Bề ngang 2,5 tấc có, 2,7 tấc có, 3 tấc có nha. À, như lá này là ba tấc chiều ngang nè, 3 tấc nè, 2,5 tấc nè anh em, nhỏ xíu gọn hơn không, à, nhỏ hơn cái cây kia nè, 2,5 tấc nè, còn đống này 2,7 tấc nè, đặt nhiều thể loại lắm nha. Đây mặt ram nè anh em, mặt ram rất là dày nha. Ram này thì chưa có lên tiện lại nha, phải tiện đẹp lại nữa mới ráp nha anh em. Tiện cái lỗ này nè, cho nó láng lại nó mới ôm cái tum nha. Này thì mặt ram dày 12 ly nha, rất là chất lượng ha. Câm nè, chưa cắt câm ra không. Thì anh đặt thì đa số là đặt câm niền 18, chỉ có hai bộ này là câm niền 20 nè. Nè, này niền 20 nè, còn bên đây niền 18 nè. Nói chung niền 20 thì nó cao hơn xíu nha anh em. Rồi chút xíu tới công đoạn ráp mình sẽ quay anh em xem ha. Đây là công đoạn chia nha anh em, chia đừng phân lá cho đều. Này cũng tính toán sẵn hết rồi nên cứ đo là lụm. Đây, đã chia xong được một cặp nè, đều lắm, rất là đều nha anh em. Đây vừa lên được 4 lá nha anh em, vừa lên hình đó. Thì nãy giờ cũng đưa thước rồi vô cho nó vuông nha anh em, làm rất là chuẩn nha đó. Giờ chỉ việc thêm lá nữa là lên thành phẩm, nhưng mà giờ chỉ bon thôi nha anh em. Lên 4 lá trước thì mình mới canh chỉnh được nha. Đó, vừa làm xong công đoạn lên hình nha. Dắt góc chổi nha. Chổi tròn xong cứng cáp mấy hàng nha anh em. Chổi lát hàng cứng xong mới tháo cây chổi ra nha. Này thì mới bon à. Đó, đây bánh này là bánh 1,05 m, bề ngang 2,5 tấc nè, rất là gọn ha. Bề ngang chỉ 2,5 tấc nha. Quá đẹp anh em ơi. Bây giờ lật xuống chuẩn bị lên câm nha. Chuẩn bị lên câm lên mặt ram. Ý, mặt ram này chưa tiện lợi nữa nè, chưa phân lỗ ốc nữa. Mấy cái lỗ này nằm đây nè, tiện lấy ra cắt cái đó. Này lá 3 tấc luôn nè. Ấp xuống công đoạn hàng cứng lá đã xong ha. Đó, đằng kia thì thợ vẫn đang tiếp tục ráp bánh khác nha. Ồ, hàng mít luôn hả? Đang tiếp tục ráp bánh khác luôn nha anh em. Thì đang công đoạn giác góc nha. Đây lên lá tiếp tục. Có cây cỡ cây ke bên kia nữa nha, đứng lá cho anh em nha.
Quá đứng luôn. La phải đứng trong nha anh em. Để cái cỡ vô nè. Cái cỡ dài qua tới mặt bên đây luôn nha, nó mới chỉnh nha. Nói chung là mỗi người làm có cách khác nhau nha anh em. Này lên 4 cái lá để lên cái niền trên nữa là mới gắn lá vô nha, mới giác gốc. Nói chung mình lên lá mà nó đứng như vậy là giác gốc rất là nhẹ nha, chỉnh sơ được cái nó được, chỉnh sơ là được. Còn anh em mà để lá vô hàng xéo hay chỉnh lại khó lắm, cực lắm. Thank you.